Hello mấy bà, hôm nay thì tôi nhận một cái trường hợp bị sưng viêm. Thì nhân cái dịp hôm nay thì tôi cũng chia sẻ lại cho mấy bà biết thì lý do tại sao mấy bà bị sưng viêm mà trong khi những người khác họ xỏ xong họ không bị gì hết trơn. Các bà cũng thấy đây là một hình ảnh cái chiếc tai của bạn này. Bạn bị sưng viêm ở phía sau và nó có động dịch và mủ ở phía trong. Thì các bạn quan sát thử đi ha. Nó sẽ có một cái lớp hơi sưng sưng đỏ. À, và dịch dịch ở phía trong nó đã chảy ra ở ngoài rất là nhiều. Thì mấy bạn biết không, tại sao mình lại bị như vậy trong khi những người khác xỏ khuyên không có bị vấn đề? Lý do của nó là chủ yếu là do các bà ngủ đè lên lỗ xỏ hoặc là bị va chạm hoặc vướng khuyên cái lúc đầu. Với cái lỗ xỏ thịt đó thì bà muốn nhanh lành đó, thì 3 tháng đầu tiên mình đừng ngủ đè lên và không có va chạm vô lỗ xỏ thì nó sẽ rất là nhanh lành, khoảng tầm 2 tháng là nó đã lành và 3 tháng nữa thiệt là lành luôn nha mấy bà nha. Còn ngoài ra ông bà nào mà đang xỏ sụn thì mình phải kéo dài cái việc mà không ngủ đè với va chạm nó khoảng tầm 4 tháng nha. Nói chung á, là tóm lại là các bà muốn lỗ xỏ mà nhanh lành và trong quá trình mình dưỡng nó không bị sưng viêm, thứ nhất nha là bà không ngủ đè lên lỗ xỏ, vì việc ngủ đè lên nó sẽ tác động tới lỗ xỏ mỗi ngày luôn, và bà kêu nó lành đi không lành được. Cái đó là chia sẻ thật sự luôn, tôi điều trị biết bao nhiêu ca rồi thì nắm ra một cái yếu tố chính của mấy bà đừng ngủ đè lên lỗ xỏ ha. Cái thứ hai quan trọng cũng không kém là đừng để va chạm vô. Ví dụ như bạn bè giỡn đánh vô là cái chuyện mà tôi thấy là hay bị gặp nhiều nhất. Nên cái đó là mình phải hạn chế nhất tối đa. Rồi, hai cái đó bà thực hiện đúng khoảng 3 đến 4 tháng là lỗ sỏ của bạn nó sẽ lành thôi. Chứ không có gì mà phức tạp đâu. Bây giờ coi cái video clip này của tôi rồi thì luôn lại đi. Rồi làm bí kíp, mai mốt sỏ một chục lỗ cũng không bị gì luôn. Ha, rồi bye bye, hẹn gặp lại.